Lao động mệt mỏi thì hôm nay mình sẽ đi tham quan một số cửa hàng bán giày cũng như là một số cửa hàng resale. Tại vì mình làm clip review giày thì thấy nói chung ngồi ở phòng không thì nó cũng chán, thì hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ làm một chuyến trip và đi tham quan những nơi này. Đầu tiên mình sẽ ghé qua Billy Store, là nơi mà bán van coi như là lớn nhất. Billy thì mình thấy Billy nó bán nhiều giày hiếm hơn. Trước Billy Store là một store mà chuyên bán van ở Osaka này. Giờ mình sẽ dắt các bạn vô tham quan một vòng Billy Store để biết cái store này nó có những gì nhé. Let's go. Đây, mình đang di chuyển vào cửa hàng. Dưới đây chúng ta có một con JG Analog. Thực sự thì JG 700 đợt này thì nó release nhưng mà phối màu của nó mình thấy nó hơi đơn điệu nên chắc là mọi người không thích lắm. Còn ở phía trên này là một con JG 700 khác. Đây là con Thevira. Thì ra mới release nhưng mà cũng có vẻ không được hot lắm. Tại vì JG 700 đợt này nó ra rất là nhiều phối màu nên hầu như mọi người không để ý cho lắm. Của Billy Store thì chúng ta có van và Converse. Đây là toàn bộ van của Billy Store. Mình sẽ lia camera hơi nhanh tí tại vì nó rất nhiều giày mà. Đây các bạn thấy. Thằng này chắc các bạn biết là ai rồi. Quay một số cả những đôi van và một số loại giày ở đây. Ở đây nó có cả thêm vớ. Đây là những cái vớ mà của cái hãng Stancy này. Rất là đặc biệt tại vì nó nhiều màu và nó phối với van. Đây là staff của Billy Store. Chị rất là dễ thương, mỗi lần tụi mình tới đây quay là đây, chị đang thuê đôi van mới. Chị rất là dễ thương tại vì mỗi lần tụi mình tới đây quay là người ta hỗ trợ hết mình, cũng như là những đôi giày mới nhất người ta luôn dành cho tụi mình một đôi duy nhất để tụi mình review. Nhưng thật ra thì mình không hiểu gì về van nên mình chỉ quay sơ cái store này cho các bạn coi để các bạn biết Billy Store nó bán gì thôi. Đây là mình. Như là những đôi giày mới nhất người ta luôn dành cho tụi mình một đôi duy nhất để tụi mình review. Nhưng thật ra thì mình không hiểu gì về van nên mình chỉ quay sơ cái store này cho các bạn coi để các bạn biết Billy Store nó bán gì thôi. Đây là mình. Bây giờ chào tạm biệt chị Staff và ra về. Bye bye. Đây mình đang đi ngang qua cửa hàng Supreme của Osaka. Nhưng mà cửa hàng này nó không cho quay nên tụi mình chỉ đi và quay sơ cửa hàng của nó thôi. Đây tấm bảng mà có dịch, dịch một cái là bán triệu đô ngay. Đéo. Đéo và đéo. Ok xong. Đây là cửa hàng Champion. Thực sự thì mình không thích đồ Champion lắm nên mình cũng chỉ quay cửa hàng các bạn coi thôi. Hôm nay mình không mang gimbal nên tay mình hơi run một tí. Đây là chiếc áo bo bụi Việt Nam. Mình đoán là bo bụi Việt Nam. Tiến đến bếp Osaka. Đây có một cái đầu khỉ rất lớn. Go F bếp Osaka. Và dĩ nhiên chỗ này người ta không cho quay phim nên mình chỉ quay sơ cho các bạn coi tầng 1 và tầng 2 thôi. Đây là bếp của Osaka.
các bạn mà có dịp đến đây thì cứ BM cho mình sẽ chỉ địa chỉ cho các bạn, hoặc mình sẽ dắt các bạn đi mua đồ ở Bếp Osaka hoặc là Supreme Osaka, cũng như là các cửa hàng resale này kia. Mình nói chung là mình cũng rảnh lắm. Bếp Osaka 3 triệu 4 triệu. Gặp ngay staff và hai tụi mình đã được đuổi ra ngay lập tức. Đen, đen thôi, đỏ quên đi. Cố gắng quay một đoạn ở trong store bếp thì người ta mời tụi mình ra, tại vì không được quay phim, nhưng mà quá lì. Các bạn coi Underfit thì đây là nơi mà rất nhiều anh em Việt Nam cũng như là Trung Quốc hay là các nước khác, cũng như là Nhật Bản đóng rất là nhiều tiền vào đây để mua điểm, để có thể thêm được những đôi giày mà cực kỳ hiếm trong. Đây nó cũng bán những đôi giày, nó release những đôi giày hiếm cũng như là Jordan hay là các dòng Adidas. Đây là cô staff đã giới thiệu cho tụi mình tới đây để quay. Đây. Bán cái brand riêng của họ là áo Underfit thịt. Đây là logo Underfit thịt. Đây. 4 gạch và 1 gạch ngang. Chúng ta có cái, đây là hương thơm, hương để đốt lên nó thơm á. Chúng mình chưa đốt bao giờ nhưng mà nghe mọi người bảo rất là tủ đồ iconic của Underfit thì đây là vớ của họ, và có những cái iconic vớ là iconic tác của họ rất là hương thịt. Quay ở Underfit xong thì tụi mình bắt đầu đi kiếm chỗ tiếp theo quay, và nếu như bên kia không mở thì mình xin dừng video tại đây, và hôm sau mình hẹn các bạn ở một video tiếp theo. Mình đã tới chỗ Adkick nhưng mà chỗ này đóng cửa mất, nên thôi hẹn các bạn vào lần sau. Thì chắc có thể là do mình không theo dõi lịch trình của nó nên cũng không thể biết được là nó mở cửa hay đóng cửa lúc nào. Nhưng mà thường thường mà mình tới mấy lần thì nó mở cửa, nhưng mà hôm nay nó lại đóng cửa. Nên thôi hẹn các bạn ở video lần sau. Do không đi quay, do trời tối rồi nên hai anh em quyết định đi ăn. Gặp ngay con em rất là iconic của mình đây. Đúng không ạ? Anh em quyết định đi ăn gà Hàn Quốc. Đây là bonus thêm cho các bạn coi video, tại vì bây giờ tối rồi, các cửa hàng nó cũng đóng cửa rồi nên tụi mình không có quay thêm được. Wow, trên đường một cặp đôi, cô gái mang Gucci và anh kia là full of white. À, chân anh ấy mang Gigi đây. Đôi Gigi màu đen hôm bữa là mình đã cóp tặc đôi này. Chúng ta đang trên đường đến quán gà Hàn Quốc, làm vài cốc bia cho nó mát người. Đây là đường phố Osaka. Đây là khu đi bộ Shinsaibashi. Chắc nhiều bạn có thể biết được quán mì rồng này, nó rất là nổi tiếng. Nhưng mà ở đây là một cái chi nhánh thôi, nên đây là tiệm mì rồng đứng. Nổi tiếng như không ngon. Các bạn có thể order một tô mì bằng cách mua vé ở đây, rồi sau đó ra đây đứng, đưa vé cho nhân viên và nhân viên sẽ làm cho bạn tô mì, và các bạn đứng ăn. Toàn bộ tự phục vụ, và sau khi ăn xong thì chỉ có mỗi tô là người ta rửa cho bạn thôi. Mọi người đây thì đi bộ chứ người ta không đi xe máy mấy, tại vì đường phố người ta có đường rộng đường hẹp, nhưng mà các bạn người ta an toàn nên người ta toàn đi xe hơi hoặc là đi bộ, còn mà nhanh hơn một tí thì có thể đi xe đạp. Còn tụi mình thì hầu như đi tàu, tại vì xe đạp tụi mình đã mất quá nhiều rồi nên không muốn mua lại nữa. Ở đâu cũng vậy, đều đây là đoạn cầu Otomori. Đông lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.